Quý khán giả, chúng ta đang đến với chương trình Sống khỏe mỗi ngày được phát sóng trên kênh VTV2 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, chúng ta có thể tương tác với trang fanpage của chúng tôi là VTV2 Chất lượng Cuộc sống để quý vị và các bạn có thể có thêm những thông tin hữu ích về sức khỏe cũng như là được các bác sĩ của chúng tôi tư vấn về các chủ đề này. Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm gần đây thì số lượng bệnh nhân gút tăng rõ rệt trong cả nước và nhiều bệnh nhân gút đã phải hứng chịu những biến chứng xấu cũng như là hậu quả nặng nề do căn bệnh này gây ra. Và biến gút trở thành một căn bệnh khó chữa trị dứt điểm. Theo các nhà khoa học thì tình trạng bệnh gút tăng nhanh ở Việt Nam có liên quan mật thiết đến sự thay đổi về lối sống cũng như là chế độ dinh dưỡng, đặc biệt là sự thay đổi về ăn uống. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cung cấp tới cho quý vị và các bạn những thông tin xoay quanh chủ đề điều trị căn bệnh gút với những phương pháp khác nhau, đặc biệt là với thế mạnh của Đông y. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón sự xuất hiện của Dr. Sống khỏe mỗi ngày hôm nay. Tham gia trong chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Châm cứu dưỡng sinh Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình.